thời điểm đau ống rồi. Ê tay nặng bình thường thì được, nặng quay clip rung rung. Dạ, Linh có điều kiện nha em. Bán con ngựa thịt, mua con ngựa xác à? Thế này mình ước có bò mình bán mua chè. Bò mình lộ gì nữa, ở ngoài nữa tôm nữa chứ. Tôm cả con bò trong một đi lắng xong má con bò muốn trộn được ai đó khi kiểu tụi họ để khi nó bò thì họ hay lăn chuông ở ngoài em hay lăn chuông nữa anh cắt nha má giờ cũng gần nhà đâu mà chịu nổi chứ. Xong đến tới thì luôn chắc cái bò của kêu luôn á. Hoặc là có như cái họ thả bò họ có bén lên nó bò bò rồi bớ là ăn trộn bò bạn kêu nó được ngon quá. Chắc em nuôi xong mới thấy. Không bình thường như thế họ hay lắp camera. Tổng à, em có chuyện lắp con đá ra tuôn. Con bò đến là mười mấy là 20 triệu cái chị. Có chứ, mấy cái mà video mà kiểu như bò bị sát đánh đồ với lại là trộm bò đồ video quay lại hết chứ. Thường thường là nuôi camera. Chị thấy cỡ tầm mà chục con là họ đã có camera rồi. Em thấy chị anh là cũng nuôi nhiều mà được nữa vì trùm xong cũng kê đó. Trùm mất ạc nên chị mua. Nhiều khi họ không biết đó kìa. Họ cứ nghĩ là camera chắc mất nhiều tiền. Không, mà mẹ năm biết được khi chắc là cũng đỡ thiệt, không chế bị tụi mẹ nữa. Mà trùm bo mà đang có chừng ở gương đèn nữa chứ. Mà con bé. Trời. Biết con bé, phải con bé là hả nhỉ? Mờ mù có tơi sáng có đâu con phải chạy gấp cho con. Ghê đó. Dắt lên thầu đến là con mồi luôn, kiểu là mất bo đi tìm. Đừng ơi, mất đầu mất bo mai. Chả nữa đi tu, chứ ra mấy nữa. Kiểu mất mía, kiểu sáng. Đến là thấy cảm giác cũng mới đi đó. Cặp bộ. Mồi tàng vô để là cái đầu. Eo. Yeah, vậy con bé con. Ghê đó à. Đi. Thường thường thì nuôi họ nuôi mẹ chủ có nhiều cái ở trên nghĩa đi rồi nữa. Nhà tên trên nặng mỡ. Nhà này nuôi nhiều mà đừng có mất mẹ chủ trí. Cả bê con bê đôn. Chơi hàng sẵn cách nhau mẹ nha cũng chứ. Nhưng đấy bắt trong mạc lòng bằng này chịu khó cái nè.
anh cứ để em một chỗ đi, anh đi rồi em đi nữa. Cái gì? Em kêu hả? Nghiện vất vả dễ sợ luôn á. Nhìn đúng vất vả luôn á. Trời quá. Thôi anh tắt máy đi, anh run quá rồi, thôi tắt đi. Em đã mệt rồi. Còn chị nó đâu mà quay. Thấy đâu. Em đã mày trầu. Em nhìn con mắt em đã lắc lắc rồi, gặp anh lắc lắc nữa. Cái hộp cái hộp cái ngầu cái chạy ngược lại đó, đừng chị nó nặng ở mũi, chị biết cái mũi này. Em nó ấy lắm, có một hộp thôi để gì nặng cho mấy sợ mỗi cái mũi bị chi ý là sợ mỗi mũi sợ mỗi cái mũi à. Ừ, đau cái chỗ kia có đau không đau.